Ok. Ok, hello mọi người và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới này của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về công nghệ. Như các bạn đã xem đoạn đầu rồi là mình vừa đi mua một chiếc điện thoại iPhone mới nhất ở cái thời điểm hiện tại. Đó chính là một chiếc iPhone 12 Pro Max. Bản này là bản 256GB. Sorry các bạn một chút là nếu như các bạn nghe ở cái video này giọng mình hơi khác là do mình đang bị cúm. Dạo này cái thời tiết ở Hà Nội cứ sáng nắng, chiều mưa, trưa gió giật thì mình không thể chịu nổi cái thời tiết này rồi. Và mong là các bạn sẽ thông cảm cho cái giọng nói của mình. Và đây, trước mặt mình đây là một con iPhone 12 Pro Max. Mình mua bản này là bản màu xanh Pacific Blue. Màu nó dạng như màu navy ấy. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn unboxing ra. Hiện tại thì nó vẫn đang còn nguyên seal nhá. Đó, các bạn thì thấy là nó vẫn đang còn nguyên seal. Chưa bóc, mình mua từ lúc 6 giờ cơ. Bây giờ là 12 giờ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ unboxing nó cho mọi người. Thì chắc là mình sẽ quay story lại, bởi vì là thực sự đây có thể là một cái khoảnh khắc mà cũng ít khi mình được thực hiện trong cuộc sống này lắm, bởi vì là đâu ai thừa tiền mà lúc nào điện thoại mới ra cũng mua đâu, đúng không? Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn mở nó ra. Đầu tiên thì mình thấy là cái hộp này nó cũng mỏng hơn so với rất nhiều so với những hộp iPhone đời trước, và nó đã cắt giảm đi mất cục sạc cũng như là tai nghe rồi, cho nên là mọc hộp rất là mỏng. Ở đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây là chiếc 12 Pro Max của chúng ta, màu Pacific Blue, màu mình thấy thực sự nó rất là đẹp. Oh my god, mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nhá. Ok, mình đang rất là run bởi vì mình sợ nó bị rơi. Yeah, đây là màu Pacific Blue. Ở bên trong này thì có một cái design Apple bình thường thôi, và cộng cáp Lightning ở đó. Mình xem trên YouTube ấy thì mình thấy là cái màu nó không đẹp đâu, nhưng mà thực sự là gặp ngoài thì mình phải nói thật với cả mọi người là không có một cái từ gì để chê cho cái màu này luôn ấy. Mình khẳng định cả các bạn một cái điều như vậy. Và cái điểm đáng giá nhất ở trên lần này của con iPhone 12 Pro Max là cái phần viền nó. Phần viền của nó đã được làm thành gọi là cái hình vuông lại, vuông vức lại so với cả ngày xưa, y như một chiếc iPhone 5 nhưng mà phiên bản phóng to hơn. Và ở đây thì mình có một cái chiếc XS Max là cái điện thoại cũ của mình, thì mọi người có thể thấy là hai cái phiên này nó thực sự là rất là chất, nó đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ bóc cái phần này ra để bắt đầu mở máy lên xem là nó có khác gì không. Cái cảm nhận đầu tiên của mình là mình thấy là cái viền này của nó chất hơn so với con XS Max. Về cái độ to thì mình thấy là nó to hơn một chút thôi, bởi vì là theo như cái lý thuyết kích thước của nó to hơn 0.2 inch. Phần viền của nó này, thực sự đây là một cái phần viền nó rất là hoàn hảo. Đây là cái nút nguồn. Cái nút nguồn này mình thấy nó to hơn so với cái nút nguồn cũ. Không biết để sim đâu, để sim bên này, ok. Bây giờ thì mình sẽ bật máy lên để khởi động cho các bạn xem. Mình sẽ giữ vào đây. Ok, chiếc máy này của chúng ta đã lên. Và cái có điều là cái viền này của nó, mình thấy là nó hơi bám vân tay một chút nhở. Phần viền này của nó mình vừa động vào thì mình thấy là nó bám vân tay cũng khá rồi đấy. Một vài người nữa thì chắc là mình sẽ đi dàn PPF. Và cái máy của mình lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ active nó. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách active. Là các bạn bật lên, sau đó thì để cách active của iPhone này rất là đơn giản. Và cách active của cái iPhone này rất đơn giản. Các bạn bật cái máy mới của các bạn lên và để cái máy cũ bên cạnh đây như này. Sau đó thì nó sẽ hiện ra có một cái mục là thiết lập iPhone mới như ở đây. Đó, các bạn có thể bấm vào là tiếp tục. Rồi sau đó thì nó sẽ tự động gọi là active cho mọi người thôi. Các bạn có thể đưa cái camera này, đưa cái khung hình tròn này vào cái phần camera này của nó này. Đó, mình sẽ đưa vào. Ok, xong. Thực sự là nó là một cái cách mà nó kết nối dạng như là một chiếc Apple Watch. Nhiều các bạn đã từng sử dụng Apple Watch rồi thì các bạn đã biết. Thực sự để mà nói cái cảm nhận của mình thì mình thấy là nó cầm nó to hơn so với rất nhiều con XS Max cái trước. Để ý là cái viền nó ấy, được tràn viền so với những cái con iPhone như kiểu như là XS Max hay Pro Max ấy, thì phần viền này của nó này từ đây sẽ bị có hơi có cấn cấn một chút. Còn ở riêng cá nhân cái con 12 Pro Max này thì nó làm full viền, nó tràn viền ra ngoài luôn, nên là các bạn nhìn vào nó thực sự rất là đẹp. Mình nhìn nó như là một cái TV LG Sony gì đó. Vậy thì mình sẽ thiết là Face ID luôn. Ok. Ok.
Vì tại sao mình lại mua con này ý? Là bởi vì là căn bản là cái con XS Max của mình khá lâu đời rồi, mình mua nó phải chắc phải khoảng 2 năm nay rồi. Nhưng mà có điều là thực sự là con này đáng mua ở cái chỗ là chụp ảnh nó rất là đẹp. Chụp ảnh thì thông số chụp ảnh nó vẫn như vậy. Có điều là quay phim khá là ok. Quay phim thì nó là được 10 bit. So với những cái 10 bit là một cái giải hệ màu nó thực sự rất là lớn. So với những cái máy quay mà mình thử quay vlog này hay là quay sản phẩm dịch vụ ấy thì nó vẫn chưa đạt được cái 10 bit. Mà chiếc máy nhỏ bé tí như này mà nó lại quay được cả 10 bit cũng như là 4K 60fps. Và cái cảm biến của chiếc 12 Pro Max này nó to hơn 47% so với những chiếc máy đời trước. Và mình thấy đây là một cái điều là rất là hay. Các bạn có thể chụp trong tối tốt hơn, và nó có thể cho các bạn chụp được trong bóng tối khi mà các bạn để ở chế độ Portrait. Thì nói chung là cũng mấy cái bước setup đơn giản thôi. Các bạn có thể một vài phút là các bạn mở được con iPhone này luôn. Thì con này là mình mua là bản ZA, là bản hai SIM vật lý. Mình mua này, bản này là bản Singapore. Cho nên là các bạn có thể sử dụng hai SIM cứng trực tiếp luôn. Còn với những cái chiếc iPhone như này thì các bạn phải sử dụng thêm một cái SIM cứng và một eSIM. Ở đây thì ở phần camera của nó thì nó có thêm một cái chấm nhỏ nhỏ ở đây. Nó là một cái chấm biểu hiện của cái camera lidar. Lidar là một cái camera được sử dụng trong cái iPad Pro mới gần đây, nó là dùng để đo khoảng cách ấy. Nhưng mà thực ra cái này thì mình thấy là nó cũng không cần thiết, mình cũng không biết là cái hiệu năng của nó đem lại nó có thực sự là cần với cả mình không, hoặc là nó có lớn không để mà có cái này hoặc không có cái này. Nhưng mà mình mua cái máy này ý, vì thứ nhất là màu đẹp, cái thứ hai là nó chụp được buổi đêm ở chế độ Portrait, và cái thứ ba là nó quay được video 4K ở chế độ màu là 10 bit. Và đây là một cái màu thực sự là rất là lớn. Và cái cuối cùng của cuối cùng đó chính là nó có hệ chống rung mới của Dolly. Dolly mình cũng chưa tìm hiểu nó là một cái hệ chống rung gì đâu, nhưng mà cái Dolly nói chung là mình xem qua cái bài test ở trên YouTube ấy. Mấy ngày gần đây mình toàn xem là camera test của con iPhone 12 Pro Max này thôi, thì mình thấy là nó có một cái phần chống rung rất là hay, và cho nên là mình đã quyết định xuống tiền để mua con này. Thì mình sẽ phải đợi hai máy nó chuyển dữ liệu cho nhau, thì nó sẽ mất khoảng tầm 7 phút. Bây giờ thì mình sẽ có thể nói chuyện với các bạn một chút. Thì lúc mua và thì lúc ấy đây thì mình cũng có mua thêm một cái cục sạc 20W của Apple sản xuất ra luôn á. Thì cái cục này có bán với giá là khoảng 500k. Apple kêu là giảm cục sạc tai nghe để thân thiện môi trường, nhưng mà thay vào đó thì Apple lại bán cục sạc này với giá là 500.000. Mình đã không hiểu là Apple đang có cái chiêu trò gì đây. Nhưng mà đây là một cái cục sạc là 20W. Và theo những cái thông tin mà mình đọc ở trên mạng ấy, là bản cái sạc nhanh 18W của 11 Pro Max hình như là không sạc được sao ấy. Cho nên là mình đã quyết định phải mua cái sạc 20W này. Cái giá nó không đáng là bao nhiêu. Màn hình của nó rộng hơn so với cái máy mình đang dùng rất là nhiều. Nó rộng hơn phải đến gấp cái màn hình này hiện tại ấy. Cái màn hình của con 12 Pro Max này mình thấy là nó rộng hơn phải đến 15-20% mất. Để mình sẽ chụp thử ảnh xem là mình sẽ quay thử video xem nó như nào. Đây là đang là ảnh này. Ok, mình sẽ chụp thử một bức ảnh. Mình thấy là con này có vẻ chụp ảnh buổi đêm được. Đây mình sẽ quay thử video nhá, vì là mình mong chờ cái phần video của nó khá là cao. Mình ngồi chờ cái phần quay video của nó khá là nhiều. Là từ bây giờ những cái hình ảnh mà mình chụp ở trên Instagram thì mình sẽ chụp bằng con 12 Pro Max này. Mình sẽ cố gắng là tạo cho mọi người những cái bộ outfit có thể chất lượng nhất. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một subscribe, để mình sẽ cố gắng đầu tư hơn nhiều những cái sản phẩm hot để cùng unboxing cả mọi người. Và ok, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.